Hello, chào các bạn nha. Đang live bên kia nhưng mà họ báo cáo mình bị sập live rồi. Rất là đáng tiếc. Chào Điệp Đặng nha. Mình thường hay live ở trên Facebook. Thì vừa lấy live trên Facebook xong thì nó bị báo cáo nó sập live. Mình chuyển sang live YouTube. Rất mong các bạn cố gắng chia sẻ rồi làm sao để cho chúng ta có thể là số người xem trực tiếp nó đông. Mình bắt đầu vào vấn đề. Thì như các bạn đã biết là vừa rồi á, thì ngân hàng trên một cái trang web của cái ngân hàng HSBC, người ta đã công bố một cái danh sách những cái đất, những cái quốc gia đáng sống. Thì trong đó Việt Nam chúng ta lọt vào top 10 những quốc gia đáng sống dành cho người nước ngoài. Thì ở đây đó có rất nhiều bạn là nói rằng là cái bọn ba que nó nói rằng thế rõ ràng Việt Nam chỉ đáng sống với người nước ngoài, chứ còn đối với người Việt Nam nó chỉ là đầy tớ cho họ. Bởi vì như các bạn đã biết thì người nước ngoài khi mà khảo sát đó thì người nước ngoài họ nói rằng ở Việt Nam người ta có cơ hội kiếm được việc làm, người ta có mức lương tương đối tốt và cái mức chi phí nó rẻ, rồi cộng với lại các cái yếu tố khác như nền văn hóa cởi mở, gần gũi, thân thiện, rồi là cảnh quan đẹp. Thì đó, tất cả những cái vấn đề đó đấy, nó chỉ là những cái vấn đề mà có thể nói là bề ngoài thôi, nó còn có những cái vấn đề nó khác nữa. Và bọn ba que nó vẫn xuyên tạc rằng rõ ràng là khi mà người nước ngoài đến Việt Nam họ đang sống là bởi vì ở Việt Nam mức lương là 80-90.000 USD một năm, và họ chỉ cần ngồi búng móng tay thôi là đã có thể là gọi được bát phở, gọi được các dịch vụ phục vụ cho họ. Người Việt Nam làm đầy tớ cho họ. Thì ok, mình sẽ xin giải thích cái vấn đề này. Thứ nhất, người nước ngoài đến Việt Nam làm việc, đến Việt Nam sống, tức là họ đến đây để họ làm việc, họ sống đó, thì nó phải là những cái người mà đã cái tầm cỡ chuyên gia rồi. Mà đã là tầm cỡ chuyên gia nhé, nó có rất nhiều vấn đề riêng về cái vấn đề tiền bạc. Những người đã gọi là chuyên gia họ không bao giờ quan tâm đến cái vấn đề tiền. Các bạn cũng biết rằng là với những cái nước, gần như tất cả các nước trên thế giới, thì chuyên gia nước ngoài bao giờ cũng nhận lương rất cao. Ở Mỹ là một ví dụ điển hình. Mỹ nó trả lương cho, nếu như chỉ cần có trình độ đến nước Mỹ làm việc, nước Mỹ nó nhận những người đó vào làm việc rồi, thì tiền không còn là vấn đề đối với họ nữa. Thế nhưng tại sao nước Mỹ vẫn cứ đứng ở vị trí số 23, còn Việt Nam thì đứng ở vị trí số 10? Nói ra câu này có thể nhiều bạn sẽ cười là nước Mỹ là thiên đường cơ mà, tại sao mà nước Mỹ xếp số 23 còn Việt Nam lại xếp số 10? Nó rất đơn giản thôi. Đó là thứ nhất là gì? Các bạn muốn đánh giá được nó đáng sống hay không đáng sống, trước hết là nó phải có cái cơ hội sống rồi. Nó phải an toàn cái đã, rồi mới bắt đầu tính đến là sống tốt hay không tốt chứ. Thì nếu xét về mặt này, nước Mỹ không có cửa so với Việt Nam. Khi ở Việt Nam người ta được sống cuộc sống an toàn, một nền chính trị ổn định, một xã hội nó tương đối nó là bình yên, thì ở nước Mỹ những cái chuyện xả súng thường xuyên, hàng ngày, nó diễn ra thường xuyên và hàng ngày. Đó là nước Mỹ đó. Thì bảo làm sao là nếu như xét về góc độ nước Mỹ không an toàn đối với họ, đó là chuyện bình thường. Và việc nước Mỹ xếp số 23 đó là còn may mắn cho nước Mỹ. Nói về vấn đề lương nợ với chuyên gia thì các bạn có thể hiểu được rằng tiền chưa bao giờ là vấn đề đối với họ. Các bạn biết rằng là Jose Mourinho vừa rồi Trung Quốc, một đội bóng của Trung Quốc sang đặt vấn đề là sẽ trả mức lương 28 triệu USD một năm, tức là mức lương dành cho huấn luyện cao nhất thế giới dành cho huấn luyện viên. Nhưng Mourinho vẫn từ chối. Là bởi vì sao? Bởi vì ở đó không phải là môi trường dành cho những chuyên gia tầm cỡ như Mourinho. Mặc dù ông ta là thất nghiệp, nhưng ông ta cũng không chấp nhận đến Trung Quốc để huấn luyện, mặc dù là được hưởng mức lương cao nhất thế giới. Thì rõ ràng tiền đối với họ không phải là vấn đề. Nhưng bọn ba que ba sọc nó vẫn dùng cái chiêu thức đó để nó nói rằng người dân Việt Nam khổ, người dân Việt Nam đói nghèo, cho nên là người nước ngoài họ thu nhập cao, họ đến đây họ được sai bảo, họ có cái quyền hành.
đây là một cái chiêu thức. Nếu như các bạn nghe thì mức lúc đầu thì rất là khó chịu, nhưng chúng ta hãy suy nghĩ kỹ rằng tất cả những cái người mà đến Việt Nam sống, tôi nói là đến sống nhé, đến sống nó phải tầm cỡ của chuyên gia mới đến sống được. Ở Việt Nam không nhận những cái lao động bình thường, lao động phổ thông, đúng không ạ? Việt Nam không nhận lao động bình thường, không nhận lao động phổ thông. Cho nên muốn đến Việt Nam sống được thì phải có công ăn việc làm. Mà muốn công ăn việc làm thì nó phải là tầm cỡ chuyên gia, hoặc là các cái chức vụ làm ở trong các cái công ty gọi là những cái công ty xuyên quốc gia thì mới trở thành mới đến Việt Nam được. Chứ còn nếu như cái dạng lao động bình thường không bao giờ có cửa. Thế cho nên mà đã là chuyên gia rồi thì ở bất cứ nước nào họ cũng sống một cuộc sống rất dư giả về vật chất. Và những người chuyên gia này, vật chất đối với họ chưa phải là vấn đề. Vấn đề ở Việt Nam nó còn, khi mà người ta lựa chọn Việt Nam, nó còn có các cái vấn đề, ví dụ như là môi trường sống này, môi trường làm việc này, rồi là ở trên báo chí đó thì có rất là nhiều những cái vấn đề, người ta đã phân tích rất nhiều vấn đề. Nhưng theo tôi còn một cái vấn đề nữa, đó là ở Việt Nam đó, người ta có được một cái gọi là tự do về tín ngưỡng. Các bạn có thể nói là ở Việt Nam người dân Việt Nam không quan trọng cái chuyện tín ngưỡng. Anh theo bất cứ một cái tín ngưỡng nào, một cái tôn giáo nào đến Việt Nam không hề bị kỳ thị. Tức là người Việt Nam không hề cực đoan. Đây là một cái sự gần gũi. Mà cái này nó rất quan trọng với người nước ngoài. Văn hóa của người nước ngoài thường thường, mỗi một người họ thường hay theo một cái tôn giáo, và họ là những người rất cực đoan về tôn giáo. Họ rất khó chịu khi bị người khác kỳ thị về tôn giáo. Thì đến Việt Nam, họ cảm thấy rằng ở Việt Nam có đầy đủ tất cả những cái thứ tôn giáo mà họ đang theo. Ví dụ một người mà đi theo đạo Thiên Chúa giáo chẳng hạn, đến Indonesia họ sẽ trở nên lạc lõng. Họ đến với Ấn Độ họ cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng ở Việt Nam bạn có đầy đủ tất cả những cái tôn giáo mà bạn đang theo. Và người Việt Nam không quan trọng cái tín ngưỡng của bạn, cái tôn giáo của bạn là gì. Cái điều này rất tốt cho cái sự hòa nhập của họ nha. Đây chính là sự gần gũi về văn hóa. Nhưng mà nếu chúng ta phải nói rõ ra với cái mảng tôn giáo rất quan trọng. Thứ nhất, thứ hai nữa, Việt Nam đang là cái thời gian đang phát triển, cho nên là ở Việt Nam người ta đang có những cái, có một cái lực lượng trẻ rất là khát khao, rất ham học hỏi. Và làm việc với những người đó thì những cái chuyên gia này họ cảm giác họ có cái động lực họ làm việc. Thì tất nhiên là mình đang chia sẻ với các bạn, đó là đối với người nước ngoài và các cái vấn đề yếu tố thì ở trên báo chí nó cũng đã đăng rất nhiều. Mình cũng chỉ nói sơ qua như vậy để cho các bạn hiểu được. Việt Nam xếp ở vị trí số 10 trong các quốc gia đáng sống, nó là một chuyện rất là bình thường. Cho nên tôi đã nói cho các bạn, muốn sống được đúng không? Muốn là đáng sống hay là không đáng sống thì trước hết nó phải xét ở cái góc độ là gì, là anh có cái sự an toàn trong cuộc sống hay không. Thì xét theo góc độ này thì Thụy Sĩ hay Singapore, những cái nơi mà gần như không có tội phạm hoặc tội phạm không có cái cơ hội hoạt động, họ xếp số 1, số 2 là chuyện rất bình thường, đúng không ạ? Còn đối với Việt Nam thì gần như không có xả súng, cuộc sống rất an toàn, một nền chính trị ổn định và người dân thì thân thiện, cho nên họ cảm thấy rất an toàn khi sống ở Việt Nam. Đó là cái mà tại sao nước Mỹ giàu có, nước Mỹ thiên đường như vậy, nước Mỹ phải xếp số 23 mà Việt Nam xếp số 10. Ok, thì tôi chỉ nói qua với các bạn là tại sao Việt Nam chúng ta được xếp số 10 trong cái đó. Có rất nhiều bạn nói rằng ô thế người đây là người ta đang đánh giá cho người nước ngoài, vậy người Việt Nam thì sao? Thì tôi chỉ nói với các bạn một điều, người nước ngoài đến Việt Nam đã đáng sống rồi, đã thích rồi, thì tại sao những người dân trong nước lại không thích? Khi chúng ta sinh ra ở Việt Nam, chúng ta là người Việt Nam, mỗi một con đường, mỗi một ngọn cây, mỗi một góc phố, mỗi một cái cảnh quan nào đó đều thuộc về chúng ta. Tại sao chúng ta lại không thích? Người nước ngoài họ đến, họ đã cảm thấy muốn hòa nhập với cuộc sống Việt Nam rồi, mà tất cả mọi thứ sinh ra đều thuộc về chúng ta lại không thích. Thì thử hỏi
đó có phải là một cái tư tưởng thua cả một con chó ngao không? Hôm nay tôi nói với các bạn một điều là con chó ngao. Ở Việt Nam rất nhiều người nuôi chó ngao, có đúng không ạ? Và con chó này là một trong những con chó mà người ta được gọi là trung thành nhất thế giới. Nó là biểu tượng của sự trung thành, sự bản lĩnh. Rồi là con chó ngao này nó cũng là cái gọi là một cái thứ gọi là nhìn rất là hùng dũng. Thì cái con chó ngao này nó vốn sinh ra ở cái vùng Tây Tạng, vùng thảo nguyên Mông Cổ. Gọi chó ngao Tây Tạng đó các bạn. Cho nên là dù người ta có mua về Việt Nam đấy, người ta có cho nó nằm ở trong phòng máy lạnh, cho nó ở bất cứ một cái gì đấy, tất cả điều kiện nó là vùng thảo nguyên rồi, để cho nó phù hợp với lại cuộc sống của nó. Mà nó còn gặp hết cái bệnh tật này đến cái kia, cái này cái khác. Và con chó ngao nó chỉ phù hợp và nó phát huy được tất cả những cái đặc tính mà làm lên tên tuổi của nó trên vùng thảo nguyên, nơi nó sinh ra thôi. Vậy mà một con người Việt Nam sống ở Việt Nam mà chúng ta lại phải tự hỏi tại sao người ta không xếp hạng là người nước nào là nước đáng sống nhất thế giới. Đối với người nước đó, tôi nói các bạn biết, đã là ở trên thế giới này, bất cứ một cái đất nước nào cũng là rất đáng sống và đáng sống nhất đối với người nước đó. Việt Nam sẽ là đáng sống nhất trên thế giới đối với người Việt Nam. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả các cái ADN ở trong con người của chúng ta đều thuộc về dân tộc Việt Nam, đều thuộc về cái nơi chúng ta, đó là tạo hóa. Từ khí hậu cho đến những dòng sông, rồi cây cỏ, rồi con đường, góc phố, nền văn hóa, tất cả là của chúng ta. Nhưng các bạn thấy được đó, rất nhiều người đã đi ra nước ngoài rồi, nhưng họ không thể nào quên được món bún đậu mắm tôm, không thể quên được cái món cà pháo chấm mắm tôm, không thể quên được cái món rau đay nấu canh cua, nhưng họ không có để mà ăn. Cái đấy là sự thiệt thòi cho những người đang đi nước ngoài. Mà đó là những cái nhu cầu rất tất yếu trong cuộc sống. Vậy rằng ở đó dù có được bất cứ một điều gì đi chăng nữa, có còn được bằng ở Việt Nam hay không? Tôi còn chưa nói đến cái vấn đề ngôn ngữ nữa đâu. Ở Việt Nam chúng ta là ngôn ngữ của người Việt Nam, cho nên tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta đều thuộc về chúng ta, và chúng ta thuộc về chúng. Cho nên là người ta không xếp hạng điều đó là chuyện bình thường. Đúng rồi các bạn. Có rất nhiều những người mà thường hay rêu rao rằng đây họ xếp hạng là chúng ta đáng sống cho người nước ngoài. Người nước ngoài đến người ta gọi người Việt Nam là con sen con. Xin lỗi nhá, trên cái thế giới này nếu mà nói xét về cái mức độ phục vụ trong lòng tự trọng, Việt Nam chúng ta nó quá cao. Chứ còn ở nước ngoài bạn chỉ cần có tiền bạn sẽ được phục vụ như một ông vua. Đó mới là nếu như xét theo cái kiểu như vậy gọi con sen, bạn chỉ cần có tiền bạn vào trong bất cứ một nơi nào họ phục vụ các bạn không khác gì một ông chủ. Đã ra có tiền, đây là sự phục vụ bình thường trên thế giới, không có gì đáng lôi ra so sánh để mà sỉ nhục dân tộc cả. Cho nên là bọn ba que ba sọc đấy, tôi nói thẳng một câu, đó là với cái tư tưởng mà tự nhục đó nó không bằng một con chó ngao. Khi mà chửi quê đất nước, người Mỹ đó, người ta cũng rất muốn sống ở Mỹ. Kể cả Việt Nam có xếp số 10, ở đất nước họ xếp 30, 23, thì người ta vẫn cứ, nếu lựa chọn, người ta vẫn lựa chọn ở Mỹ. Bởi vì người Mỹ, người ta sinh ra tại Mỹ và tất cả những gì của nước Mỹ thuộc về họ. Tất cả những gì của nước Mỹ thuộc về họ và họ thuộc về nước Mỹ. Nhưng có những cái điều kiện khách quan hoặc là cuộc sống bắt họ phải bôn ba đi nước ngoài, nhưng để lựa chọn họ vẫn cứ lựa chọn ở Việt Nam, ở cái đất nước mà họ sinh ra. Chỉ có bọn ba que ba sọc thì mới bảo Việt Nam không đáng sống mà muốn sống ở Mỹ. Chúng mày muốn sống ở Mỹ để mà đi làm đầy tớ cho nước Mỹ thôi. Thứ nhất về vấn đề ngôn ngữ, thứ hai khả năng trình độ đều thua hết với người bản địa, thì lấy cái cửa gì để mà có thể vươn lên so với người bản địa. Tất nhiên ở đây khi mà tôi nói ra những cái vấn đề này đó, thì nó phải tầm, đây là đang nói theo cái tư duy của những cái chuyên gia, những cái người mà đang đi nước ngoài, đang sang Việt Nam hoặc là đang sang các nước khác để mà làm việc, thì họ
họ đánh giá như vậy, họ nhận xét như vậy, đúng không ạ? Và tôi đang dùng cái tư duy của họ để giải thích cho các bạn. Tất nhiên là bọn ba sọc nó sẽ không hiểu. Bọn ba sọc nó sẽ không hiểu điều này là bởi vì chúng nó không có bất cứ một thằng nào được làm chuyên gia cả, mà không được làm chuyên gia làm sao hiểu được tâm lý của chuyên gia. Chúng nó chỉ dựa trên cái miếng ăn, cái miếng ăn, cái áo mặc để chúng nó đánh giá mà thôi. Tao sang Mỹ chẳng hạn, mà tao làm chuyên gia tháng 1, 1 năm tao được 200.000 USD. Tao sẵn sàng giả 3.500, 4.000 USD một tháng cho một con sen làm ở trong nhà, dù nó là người Mỹ. Nhưng nên nhớ một điều rằng 3.500 hay 4.000 đó thì mày cũng chỉ đủ sống mà thôi. Các bạn có hiểu cái điều này không? Nó cũng giống như những cái chuyên gia khác, họ đến Việt Nam, họ có thể thuê người giúp việc là người Việt Nam, họ cũng giảm mức lương như vậy để cho giúp cái người giúp việc kia họ đủ sống cuộc sống của họ. Thì nó là công bằng, trên thế giới này là công bằng. Chuyên gia đó là những người mà họ có trình độ, có kiến thức, và họ được thế giới người ta tức là người ta tôn vinh, người ta yêu đãi, đấy là chuyện rất bình thường. Thế nhưng nó lại nôi điều này ra để sỉ nhục xã hội. Thì ngay kể cả xã hội Mỹ nếu xếp theo tiêu chuẩn đó, thung lũng Silicon kìa, có phải tất cả là người Mỹ không? Thung lũng Silicon đó có phải tất cả đều làm chuyên gia không? Không. Thung lũng Silicon có những người mà quốc tịch nước ngoài, họ đến đó làm chuyên gia, và cũng có những người quốc tịch Mỹ đang giúp việc cho gia đình họ. Thế thì nếu như vậy thì nói rằng người dân Mỹ đang làm đầy tớ cho người nước ngoài sao? Ok, đó là mình nói cho các bạn hiểu một điều là tất cả những cái điều mà, và ở đây tôi cũng nói luôn, ở đây tôi cũng nói luôn, cái bảng xếp hạng này chỉ có giá trị trong 10 đến 15 năm nữa thôi. Chúng ta chỉ vui đến 10, 15 năm nữa thôi. Bởi vì sao? 10, 15 năm thì cũng có vẻ là nó hơi, có thể nói là nó hơi ngắn, có thể là 20 đến 25 năm. Là bởi vì 20 và 25 năm sau, khi người Việt Nam làm chủ được công nghệ, khi người Việt Nam đã vươn mình trở thành một con rồng rồi, thì Việt Nam cũng không cần nhiều chuyên gia, mà những cái thằng mà được gọi là chỉ là dạy tiếng Anh thôi đến Việt Nam cũng được gọi là chuyên gia, chuyên viên. Những tên đó sẽ không còn cửa nữa, mà nó phải là chuyên gia cỡ bự. Thì đến lúc bấy giờ cái top 10 này nó sẽ không bao giờ còn là top 10 đâu, bởi vì ở Việt Nam nó sẽ không dành cho những cái người mà không có trình độ. Cho nên người nước ngoài nhưng phải có trình độ thật sự mới đáng. Còn những người mà người nước ngoài không có trình độ, không có cơ hội sống Việt Nam. Đó là cái mà sau này chắc chắn nó sẽ xảy ra. Nhưng 10, 20, 25 năm sau, Việt Nam sẽ là thiên đường của người Việt Nam. Đã là thiên đường rồi, tiếp tục làm thiên đường, mãi mãi là thiên đường. Các bạn nên nhớ một điều rằng, có một cái điều nó nói rằng, nó lôi ra rằng người khi mà, nếu như Hàn Quốc, nếu như Nhật Bản mà người ta cho qua mà không cần visa nữa đó, thì có lẽ là chắc lúc bấy giờ không cần, không còn người nào Việt Nam. Nên nhớ một điều rằng, những người Việt Nam hiện nay họ đi sang nước ngoài lao động, họ có thể là ganh tranh nhau một cái vị trí để đi sang nước ngoài lao động, là để làm gì? Để kiếm tiền và về thực hiện cái cuộc sống ở Việt Nam, chứ không phải là họ sang đó để sống, như tôi chẳng hạn. Nó cũng chỉ giống như là những người Mỹ, người Hàn, người Nhật đang cố gắng làm thêm hàng tối hàng ngày để làm gì? Để kiếm thêm sau này, đỡ phải làm thêm khi tuổi đã về già. Nó chỉ đơn giản nó vậy, như vậy thôi mà. Tất cả cũng chỉ vì cuộc sống. Nhưng cuộc sống đó là ở cái quốc gia của họ. Đó là cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Thực ra cái bản này, cái bản mà đánh giá báo cáo này đấy, tôi cũng không quan tâm lắm đâu. Thực sự mà nói tôi không quan tâm, bởi vì đó là dành cho người nước ngoài. Còn hiển nhiên ở Việt Nam là đã đáng sống rồi. Các bạn phải nên nhớ rằng, ngay từ cái thời mà đất nước chúng ta đô hộ 100 năm đô hộ dưới cái ách đô hộ của thực dân Pháp,
Lúc bây giờ đi bất cứ nước nào cũng không cần visa, cũng chẳng cần phải hộ chiếu, người ta vẫn có thể đi được. Nhưng dân tộc ta đâu có bỏ đi hết đâu, người ta vẫn bám trụ lấy quê hương để chờ một ngày nào đó vùng mình đứng dậy. Dân tộc ta vẫn cứ chấp nhận, dù có khó khăn, dù có nghèo đói, dù có khổ sở như thế nào chăng nữa, thì vẫn cứ bám trụ lấy quê hương để chờ một ngày vùng đứng dậy, vực lại dân tộc. Chứ không phải như những cái kẻ mà chỉ lo đến miếng ăn cái mặc, chỉ lo đến những thứ hão huyền, luôn luôn tìm cách rời bỏ quê hương, chối bỏ quê hương để tìm một cái cuộc sống tươi đẹp hơn, mà thực sự nó không tươi đẹp. Có một vấn đề này, các cái chuyên gia nước ngoài, đây nó có thể thuộc về vấn đề tâm lý mà nhiều khi các bạn, tôi nói các bạn có thể không tin. Thế nhưng mình có những cái người nước ngoài khi mà họ đang sống ở cái đất nước của họ đấy, họ sang Việt Nam họ cảm thấy rất thoải mái. Họ sang Việt Nam họ cảm thấy rất thoải mái là bởi vì sao? Là bởi vì ở nước ngoài họ sống tất cả mọi thứ nó đã vào lề lếp rồi. Cái cơ hội để thăng tiến nó không có. Và cái xứ tư bản nó bóc lột con người, nó đẩy cái năng lực con người lên đến đỉnh điểm luôn. Gần như bạn kiệt sức vì cái sự thúc đẩy của cái xã hội tư bản. Tôi nói cho các bạn nghe, ở Việt Nam các bạn chỉ cần làm giỏi một chút, có năng lực một chút, các bạn có cái cơ hội thăng tiến. Nhưng ở nước ngoài các bạn phải hàng ngày, hàng giờ, thậm chí là hàng phút, phải liên tục cố gắng để chỉ cố gắng giữ lấy cái vị trí làm của mình mà thôi. Tôi chưa nói đến thăng tiến nha. Tôi muốn nói đến cái vấn đề đó là gì? Là giữ vị trí làm. Cho nên các bạn đọc báo chí, các bạn sẽ thấy người Hàn Quốc, người Nhật Bản, người Mỹ, người ta có thể làm cả một cuộc đời ở một cái vị trí đó. Là vì sao? Nói thẳng một câu, không có cơ hội thăng tiến lên vị trí tiếp theo. Lý do rất đơn giản. Nguyên cái việc giữ vị trí thôi đã rất khó khăn. Tư bản nó rất là thực dụng. Nó nhận anh vào làm, ở khu vực này, làm ở trong cái việc, trong cái vị trí này. Nếu như anh làm không tốt, nó sẵn sàng cắt anh để đẩy người khác thay thế, để làm sao cho phát huy tốt nhất cái năng suất của cái máy đó. Đó, các bạn thấy đó, nó tàn nhẫn chưa? Chưa nói đến cái vấn đề là thăng tiến được lên vị trí trên, mà anh phải giữ cái vị trí này, anh phải làm liên tục, năng suất phải cao lên. Ở Việt Nam, một người thợ giỏi sẽ dần dần lên được tổ trưởng, từ tổ trưởng lên truyền trưởng lên, có thể lên giám, gọi là xưởng trưởng. Thế nhưng ở nước ngoài không có chuyện đó. Xưởng trưởng nó sẵn sàng thuê một thằng đã học chuyên về quản lý xưởng trưởng về, cứ thế là làm thôi. Tất nhiên tổ trưởng, cái vị trí tổ trưởng thì nó cũng có thể là từ những người làm giỏi nó có thể đôn lên. Nhưng cái vị trí xưởng trưởng, cái vị trí mà văn phòng, giám đốc, phó giám đốc, nó sẵn sàng thuê những cái thằng chuyên học về cái đấy về làm. Còn việc của anh đến đây làm là chỉ làm việc này thôi. Anh làm tốt thì anh được làm tiếp. Nam cảm thấy chậm chạp hoặc là không đáp ứng được nhu cầu, nó đẩy anh ra, thậm chí sa thải. Đấy, cho nên có những người mà chúng ta có thể thấy họ thúc đẩy cái con người nó đến tột đỉnh, nó bởi vì độc nguyên giữ cái vị trí của mình không thôi cũng đã đủ chết rồi. Chính vì những cái điểm này làm cho con người ta trở nên mệt mỏi. Và khi người ta sang đến Việt Nam, người ta nhìn thấy một cái cơ hội thăng tiến, một cái đất nước mà ở đấy bạn có đầy đủ khả năng là có cái cơ hội, tức là cái liềm động viên đó là họ có cái cơ hội để thăng tiến lên cái vị trí cao hơn, là họ đã mừng rồi. Và hai nữa, ở Việt Nam cái áp lực làm việc nó thực sự không cao như ở nước ngoài. Thực sự là áp lực làm việc nó không cao như ở nước ngoài. Nó dẫn đến là làm cho con người ta mới thực sự được hưởng cái cuộc sống thực sự. Chứ không phải là như nước ngoài này, bạn làm như một con robot. Bạn làm như một con robot. Chào tất cả các bạn, nhưng mình khi mình đang nói chuyện trên YouTube là mình rất là khó để mà giao lưu cùng các bạn. Các bạn cứ còm lên mình đọc, và mình sẽ đọc cái comment của các bạn đó, và mình sẽ thêm vào các cái chi tiết trong bài nói chuyện của mình.
đấy thực sự đó. Các bạn nên nhớ rằng người nước ngoài đó họ đi làm từ sáng đến tối, ngày nào cũng lặp đi lặp lại, và công việc cũng lặp đi lặp lại như vậy, vị trí nào không thay đổi, dẫn đến cái áp lực công việc của họ cực kỳ cao và họ không có cơ hội thăng tiến, làm cho con người ta nó cảm giác nó bí bức, nó chật chội. Cho nên nếu như các bạn cố gắng xem các cái vlog của người nước ngoài nói về Việt Nam, có những người Hàn Quốc họ đang ở Hàn Quốc, họ cảm giác họ bị trầm cảm, họ làm một chuyến du lịch sang Việt Nam họ mới cảm nhận được đó mới là cuộc sống, và họ trở lên nó làm tươi mới cái con người của họ. Thì đó là một cái lý do mà người nước ngoài họ khoái làm việc ở Việt Nam thế. Và đặc biệt với những cái chuyên gia đó, họ rất thích làm việc ở trong một cái môi trường mà con người ta hào hứng, làm vì cái niềm vui là chính. Chưa nghĩ đến nữa. Họ vẫn còn đang giống như là những cái thời điểm gọi là startup đó. Những cái startup đấy thì thường là đem lại cho con người ta cái sự hào hứng trẻ trung. Cho nên vừa rồi nếu như các bạn xem ở trên cái chương trình Shark Tank Việt Nam đó, rất nhiều những cái CEO rất là tầm cỡ của Việt Nam rồi. Khi mà các shark là đều là các cái CEO, các cái chủ tịch tập đoàn lớn của Việt Nam, thì họ tâm sự bộc bạch với lại phóng viên rằng khi mà chúng tôi làm với những cái bạn trẻ này, khi tôi làm việc với những cái startup này đó, chúng tôi được sống lại cái thời tuổi trẻ của mình. Bởi vì đến bây giờ đấy, khi mà cái công việc rồi là các cái việc ở trong tập đoàn của họ đấy, nó quá khuôn khổ rồi, nó gần như không có động lực. Nhưng khi mà làm việc với các startup, với những con người trẻ trung mà đầy năng động cũng như là đầy những cái học hỏi này, họ cảm thấy họ trẻ lại đó. Thì đây cũng chính là một trong những đặc điểm mà người nước ngoài người ta lựa chọn Việt Nam. Tất nhiên trong các cái môi trường, ví dụ như môi trường làm việc này, văn hóa này, rồi là tôn giáo tín ngưỡng cũng như là thu nhập, nó chỉ là thứ yếu, nhưng cái quan trọng nhất vẫn là vấn đề về an ninh. Thì chúng ta tự hào một cái đất nước mà bất cứ người dân nào cũng có thể được sống trong cái mà được gọi là an toàn. Có thể chúng ta không thể bằng được Singapore, chúng ta chưa bằng được Thụy Sĩ, chúng ta chưa bằng được các cái nước như là Ả Rập Xê Út, xin lỗi các bạn, là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đấy, chúng ta vẫn còn vài nước đó, họ cũng có sự quản lý tốt hơn. Đúng không? Nhưng mà dẫu sao đứng số 10 trên thế giới, đó là một cái niềm rất là vui cho người dân Việt Nam rồi. Và ở đây các bạn nên nhớ một điều rằng, người nước ngoài còn sống được, người nước ngoài còn muốn sống, thì chỉ có những con người không bằng con chó ngao thì mới chê Việt Nam thôi. Chứ còn đã là một người dân Việt Nam thì bạn không thể chê Việt Nam vào bất cứ điểm nào. Bởi vì trong cái mà được gọi là văn hóa phương Đông đó, người ta đã từng nói cái cây ở phương Nam không thể mọc được ở phương Bắc, cây ở phương Bắc chẳng mọc được ở phương Nam. Thì con người Việt Nam chúng ta có sống vui vẻ, có hạnh phúc và có được tất cả những cái niềm vui khi và chỉ khi chúng ta đang sống trên cái đất mẹ Việt Nam thôi. Chứ còn khi mà chúng ta sang nước ngoài rồi, chúng ta chỉ là một cái người nhập cư. Tôi là một người đang sống ở nước ngoài, nó cũng ở trong cái tư cách của một người nhập cư. Mình không thể nào mà cạnh tranh với họ được khi mà có một cái va chạm nào đó giữa mình với người nước sở tại. Mình vẫn phải chấp nhận, à thôi thì nhường, tức là mình bị đè nén. Không chỉ là chúng tôi mà còn tất rất rất nhiều, kể cả người Hàn Quốc khi mà đi sang các nước khác họ cũng bị đè nén chứ, nhưng vì một điều kiện nào đó họ bắt buộc phải đi qua nước ngoài làm việc. Ngay kể cả sinh viên Hàn Quốc bây giờ cũng vậy, ở Hàn Quốc này họ không thể kiếm được việc làm, tìm cách sang Việt Nam làm việc trong các công ty của Hàn Quốc tại Việt Nam, chấp nhận mức lương thấp hơn so với Hàn Quốc, nhưng mà bắt buộc họ phải sang thôi. Và sang đó họ cũng rất nhớ món kim chi, cũng rất nhớ món sam kép san, rồi là bulgogi của Hàn chứ. Họ cũng thèm cái món tiền trang của họ. Họ thèm lắm chứ. Nhưng mà họ vẫn phải chấp nhận rằng trừ nước họ ra thì Việt Nam là một đất nước đáng sống. Chứ chẳng có ai là chê đất mẹ mình ngoài ba cái thằng phản động cả. Cho nên mình nói chuyện với phản động, mình khi mình nói những điều này nó không công nhận đâu mà. Bởi vì nó không bao giờ được xếp mình vào cái hạng chuyên gia, mà nó chỉ xếp mình vào cái hạng gọi là vì miếng cơm manh áo, vì no cho cái miếng đút ở mõm thôi.
Và tất nhiên với nước Mỹ chẳng hạn hoặc là với những nước khác, để mà kiếm cái miếng ăn nút ở mõm đấy nó dễ, nó dễ. Nhưng mà để hưởng một cuộc sống thì nó khó. Nên các bạn nên nhớ một điều rằng ở Mỹ đó hoặc là ở các nước tư bản đấy, ngoài việc thúc đẩy con người lên đến gọi là tột đỉnh của năng lực thì nó còn có một cái như này nữa, có nghĩa là nó nuôi các anh, nuôi con người. Người ở các nước này để mà kiếm được một ngày ba bữa ăn và một cái nhà để thuê đó, nó rất dễ, chỉ cần bạn có sức khỏe. Thế nhưng muốn kiếm được một cái được gọi là cuộc sống, có thời gian vui chơi, có tiền nong để vui chơi và hưởng, tận hưởng một cuộc sống thật sự, thì bạn phải có năng lực. Bạn phải có năng lực. Mà cái này không phải ai cũng có. Nó lên ở nước ngoài đó, nó đơn giản, nó nuôi lực lượng để đi làm cho nó. Nhưng mà anh cứ đi làm, đồ ăn, đồ uống thì nó có, sẽ có trợ cấp. Nó sẽ có cái những cái trợ cấp nông nghiệp đấy, làm cho đồ ăn rất rẻ. Tức là ăn no thôi mà, ăn no xong là mặc vừa đủ, không ở vừa đủ để gọi tồn tại, sau đó đi làm. Chứ còn đi làm xong về uống cà phê rồi đi nhậu với bạn bè rồi là đi club hàng tối chẳng hạn, nó không có chuyện đó. 2 tháng may ra gặp bạn bè một lần, nếu như không có việc gì. Một cái cuộc sống nó là như vậy đó. Ok, thì mình hôm nay mình like ở trên YouTube thì mình cũng như là bao nhiêu lần khác là mình ít thời gian lắm. Mình like trên này nó đề tài thì mình muốn nói chuyện ra những cái đề tài nó thì nó gọn vào đề tài, cho nên là thường thường cái thời gian like trên YouTube nó sẽ ngắn hơn so với thời gian thường. Rất là tiếc khi mà dạo này mình bị đánh phá, vừa bật like lên thì bị sập like rồi, thì đây là một điều rất đáng tiếc. Nếu như mà mình like ở trên Facebook chẳng hạn, mình sẽ nói chuyện nó thoải mái hơn, nó hào hứng hơn cho tất cả anh em, và mình có thể tương tác với các bạn nó tốt hơn. Đó, các bạn giải thích, tôi đã giải thích các bạn rồi nhá. Người nước ngoài họ còn đáng sống thì người Việt Nam chúng ta không có lý do để chê nhá, chê cười dân tộc mình. Bởi vì ở Việt Nam mỗi một cái con đường, mỗi một cái góc phố, mỗi một cái ngọn cây, mỗi một cơn gió, mỗi một dòng sông, mỗi một cái quê hương nó đều thuộc về chúng ta, và chúng ta thuộc về chúng. Quê hương nếu ai không nhớ là không sao lớn nổi thành người đâu. Có phải không các bạn? Nhân đây đấy, mình cũng nói luôn, có một số vừa rồi trên báo chí Việt Nam cũng như là trên cái trang, các cái trang Facebook ở bên Hàn Quốc, có một chuyện rất là buồn xảy ra. Đó là một cô dâu người Việt bị người chồng Hàn Quốc đánh đập. Thực sự mình không muốn mình không muốn chia sẻ cái vấn đề này, bởi vì thực sự nó không có gì là tốt đẹp cả. Thế nhưng có một số các cô dâu đó, có một số những người mà đi lấy chồng sang bên Hàn Quốc này, người ta sang được một vài năm, người ta cũng quay về, người ta nói đất nước mình thế này, đất nước mình thế kia. Thì đây cái vừa rồi đấy, cái sự việc vừa rồi đó, nó không phải là lần đầu. Ở bên Hàn này rất rất nhiều những cảnh đó. Bởi vì các bạn cứ nghĩ rằng lấy được một người chồng nước ngoài nó là vui vẻ, là hạnh phúc, nhưng không phải vậy. Một người chồng nước ngoài nó có thể đem đến cho bạn, dù là người ta có giàu có, người ta có lãng mạn, người ta có bất cứ một điểm gì đi chăng nữa, tốt đẹp đi chăng nữa so với đàn ông Việt Nam, thì họ cũng không thể bằng đàn ông Việt Nam được. Bởi một lý do rất đơn giản là khi mà có sự khác biệt về văn hóa, có sự khác biệt về ngôn ngữ, sự khác biệt về tính cách, rồi chênh lệch về tuổi tác, nó làm cho con người ta lúc đầu có thể rất là hào hứng về chuyện đó. Sự khác biệt đó nó kéo, nó có sự thu hút về lúc đầu. Thế nhưng nếu như kéo dài về sau, nó là một sự có thể nói là tra tấn về thể xác lẫn tâm hồn đối với một người phụ nữ. Thì có một số bạn lấy chồng sang này rồi cũng có một chút điều kiện
ở bên này rồi sau đó quay về trở về, thì đây là một bài học đối với các bạn. Không ai không đâu tốt bằng quê hương mình, không ai tốt bằng cái người đồng bào của mình. Chỉ mong là các bạn ở bên này, với những người mà có cái tư tưởng đó, các bạn hãy suy nghĩ lại. Tôi đấy là tôi chửi ba que ba sọc, tôi chửi rất gắt, nhưng đối với các bạn đây, bởi vì chúng ta xa hương ngộ cố chi, nên tôi không bao giờ tôi muốn đả động đến các bạn ở bên hàng. Dù các bạn có tư tưởng như thế nào, tôi không muốn đả động, bởi vì tôi biết có một số bạn có mồm có chửi về Việt Nam kiểu gì đi chăng nữa, nhưng các bạn cũng vẫn muốn về Việt Nam. Các bạn chửi như vậy đó, nhưng vô hình chung các bạn có hiểu được cái nỗi đau của dân tộc đâu, nhưng các bạn vẫn muốn về Việt Nam. Rồi một số bạn dù là có chửi Việt Nam đi chăng nữa, thì các bạn, nhất là các bạn nữ, có chửi Việt Nam chăng nữa, nhưng các bạn còn bố, còn mẹ, còn gia đình ở Việt Nam. Các bạn không nên làm như vậy. Và khi mà những cái người mà con gái mà bị chồng Hàn đánh như vậy đó, bây vụ này nó còn là chuyện bình thường. Ngày xưa đó, trên TV Hàn Quốc người ta còn quay được cái cảnh, cái camera an ninh của phố đó, nó quay cảnh người chồng vác búa tạ đuổi người vợ trong khi người vợ mang thai 3 tháng. Nó rất tàn nhẫn. Bởi vì sự khác biệt về văn hóa, sự khác biệt về ngôn ngữ, nó không giúp cho các bạn được. Và kiểu gì các kiểu, dù các bạn có được nhập quốc tịch Hàn Quốc đi chăng nữa, thì các bạn vẫn là một cái thứ công dân hạng hai, một cái điều rất nhỏ bé trong cái dân tộc Hàn Quốc này. Bởi vậy đó, tôi rất mong chúng ta, những người bên Hàn Quốc, những người mà lao động, những người mà kết hôn sang bên này, hãy cùng nhau đoàn kết, hãy cùng nhau yêu thương đất mẹ. Bởi vì khi có bất cứ một điều gì xảy ra, chỉ có đất mẹ Việt Nam là ôm chúng ta vào lòng. Đất Hàn nên nó không ôm đâu. Tôi cũng nói luôn, Hàn Quốc không phải là một nơi đáng sống đối với tôi, nhưng vì điều kiện hoàn cảnh, tôi vẫn qua đây cố gắng kiếm tiền để chờ một ngày về Việt Nam, tôi sống một cuộc sống của tôi, của dân tộc tôi, của đất nước tôi. Đấy là điều tôi mong muốn nhất. Hy vọng tất cả anh chị em chúng ta cũng là những người như vậy. Thế thôi nhé, cảm ơn tất cả mọi người. Mình kết thúc cái livestream ở đây. Chúc mọi người một buổi tối đầu tuần thật là vui vẻ. Bye bye mọi người nhé.